Chào mừng các em đến với môn mỹ thuật lớp 4. Trước khi vào bài học, các em cần chuẩn bị đồ dùng học tập cho đầy đủ nhé. Các em nhớ chuẩn bị giấy vẽ hoặc giấy A4, màu vẽ, bút chì, gôm. Chúng ta cùng khởi động. Hôm nay lớp chúng ta cùng tìm hiểu bài 2 vẽ hoa lá. Bài ngày hôm nay có những mục tiêu như sau. Mục tiêu thứ nhất, nhận biết được hình dáng, đặc điểm và cảm nhận được vẻ đẹp của hoa lá. Mục tiêu thứ hai, biết vẽ và vẽ được bông hoa, chiếc lá theo mẫu. Mục tiêu thứ ba, vẽ màu theo mẫu, họa theo ý thích. Mục tiêu thứ tư, yêu thích vẻ đẹp của hoa, lá trong thiên nhiên, có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cối. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào hoạt động 1, khám phá. Các em hãy quan sát hình chụp và hình vẽ hoa lá nhé. Các em thấy hình chụp và hình vẽ khác nhau như thế nào? Các em có nhận xét gì về cách sắp xếp hình vẽ và màu sắc bông hoa lá trong bài vẽ? Em quan sát thêm một số hình hoa lá. Trong thiên nhiên có nhiều loại hoa, mỗi loại có hình dáng và màu sắc khác nhau. Ví dụ như các em thấy trong hình hoa hồng có dạng hình tròn, màu hồng phấn. Còn hoa ly thì có cánh to, dày, cứng, màu vàng. Hoa cúc có dạng hình tròn,
Hoa có rất nhiều cánh hoa nhỏ và dài, màu trắng. Lá cây cũng vậy, lá cây cũng có nhiều loại, nhiều hình dáng khác nhau. Có loại lá to, có loại lá nhỏ, có loại lá đơn, có loại lá kép. Màu sắc của lá thay đổi phụ thuộc vào từng thời điểm khác nhau, ví dụ như lá non hay là lá già. Vừa rồi, các em cũng đã quan sát và miêu tả được đặc điểm của một số bông hoa, chiếc lá. Vậy các em có thể kể tên thêm một số loại hoa, lá mà các em biết được trong cuộc sống hàng ngày được không nào? Đây là hoa, lá gì? Màu sắc của nó như thế nào? Cấu tạo của hoa, lá có những bộ phận nào? Hãy kể thêm một số loại hoa, lá mà em biết nhé. Và bây giờ các em quan sát một số loại hoa, lá mà các em thường thấy nhé. Các em quan sát bốn hình chụp trên đây. Các em thấy đây là những bông hoa gì? Các em suy nghĩ nhé. Các em quan sát, các em đã biết được câu trả lời chưa nào? Cô nghĩ là tất cả chúng ta đều biết đây là những bông hoa gì rồi, đúng không nào? Ở hình chụp thứ nhất, đây là bông hoa hồng. Bông hoa hồng có màu đỏ thắm, rất là đẹp. Bông hoa thứ hai, đó là hoa hướng dương. Hoa hướng dương có màu vàng, rất là rực rỡ. Hoa hướng dương có dạng hình tròn to, đúng không các em? Và hình chụp thứ ba, đó là hoa sen. Hoa này không mọc giống như những bông hoa kia, mà hoa sen được mọc ở đâu các em? À, hoa sen được mọc từ dưới nước. Và hoa sen có màu tím nhạt. Các em thấy những cánh hoa rất là nhiều nè. Và những cánh hoa cong vô giống như là hình những cái tay ôm vô vậy. Và các em quan sát tiếp. Hình thứ tư, đó là hoa gì? Đây là hoa phòng làn đó các em. Hoa phòng làn này có màu trắng. Và hoa phòng làn mọc thành từng chùm, có rất nhiều hoa trong một chùm, rất là đẹp, đúng không các em? Các em quan sát một số loại lá nhé. Các em quan sát bốn hình chụp này và đoán xem đây là lá gì nhé. Sau một hồi quan sát, các em đã biết đây là những loại lá gì chưa nào? Hình chụp thứ nhất, đây là lá vàng đó các em. Các em thấy tại sao lá vàng lại có màu vàng? Tại sao nó lại không màu xanh các em nhỉ? À, bởi vì đây là lá già cho nên nó có màu sắc như vậy đó các em. Và các em quan sát tiếp qua hình thứ hai. Đây là lá sen. Lá sen có màu xanh đậm và lá sen có hình tròn to. Các em quan sát tiếp qua hình thứ ba, đó là lá ổi. Các em thấy lá ổi màu xanh có đậm bằng lá của lá sen không? À, lá ổi mình nhìn thấy màu nó không xanh bằng màu, không xanh đậm bằng màu của lá sen. Bởi vì lá ổi đây là lá non cho nên nó có màu xanh như vậy đó các em. Và các em quan sát tiếp qua hình thứ tư, đó là lá của hoa hồng. Lá của hoa hồng là lá kép các em nhé. À, bây giờ chúng ta cùng nhau qua hoạt động 2, kiến tạo kiến thức, kỹ năng, cách vẽ hoa, lá. Trước khi muốn vẽ hoa, lá, điều đầu tiên, các em sẽ chọn cho mình một bông hoa,
chiếc lá mà các em thích để làm mẫu. Và sau đó các em sẽ thực hiện các bước như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hình dáng chung của hoa lá để vẽ. Ví dụ như bông hoa chiếc lá nằm trong hình dạng hình gì? Hình tròn hay là hình tam giác? Bước thứ hai, chúng ta sẽ vẽ phác hình bằng các nét thẳng. Và bước thứ ba, chúng ta dựa vào các nét thẳng để chỉnh hình bằng nét cong cho giống mẫu. Bước 4, chúng ta vẽ thêm chi tiết và vẽ màu theo ý thích. Và bây giờ các em chúng ta cùng nhắc lại một lần nữa với cô nào. Bước 1, vẽ phác hình dáng chung. Bước 2, vẽ phác hình bằng các nét thẳng. Bước 3, vẽ bằng nét cong, hoàn chỉnh hình vẽ. Bước 4, chúng ta sẽ vẽ màu. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Các em quan sát một số bức tranh hoa lá. Các em tham khảo nhé. Các em thấy những bức tranh này vẽ như thế nào? Các em nhìn, các em có nhận ra đây là những chiếc lá gì và hoa gì không? Hình đầu tiên các em thấy đó là lá của hoa hồng. Và hình thứ hai là lá của gì? Của cây gì các em? À, lá cây vàng. Đấy, chúng ta quan sát đó. Các em còn nhớ không? Và qua hình thứ tư, đây là hình vẽ hoa. Hoa gì? Có phải hoa hướng dương không các em? Và bước qua hình thứ tư, các em thấy ở đây vẽ hoa sen và lá sen. Giờ các em sẽ vẽ một bông hoa hoặc lá mà em thích. Cô vở tập vẽ lớp 4, trang 8 nhé. Sau khi các em hoàn thành sản phẩm, chúng ta sẽ cùng nhau qua hoạt động 4, phân tích đánh giá, trưng bày bài vẽ và chia sẻ sản phẩm. Các em quan sát, các em thấy mình thích nhất là bài vẽ nào? Vì sao em lại thích bài vẽ đó? Hình dáng, đặc điểm, màu sắc của hình vẽ hoa lá như thế nào các em? Và bây giờ chúng ta sẽ qua hoạt động 5, vận dụng phát triển, xem tranh để tìm hiểu cách sử dụng hoa lá. Các em quan sát một số sản phẩm. Các đồ vật được trang trí như thế nào nè? Các em thấy sử dụng hoa lá bằng cách sử dụng những bông hoa, những chiếc lá, người ta tạo nên những sản phẩm rất là đẹp, rất là dễ thương và rất là phong phú. Từ những chiếc lá, người ta đã tạo ra một bức tranh con cú đang đậu ở trên một cành cây. Và từ những chiếc lá, người ta tạo ra được một cái váy cho các bạn nữ rất là dễ thương, đúng không nào? Và từ những bông hoa, những chiếc lá mà người ta đã trang trí cho những cái chiếc ly trở nên xinh xắn, đẹp hơn, đáng yêu hơn. Các em thấy đó, kết hợp hoa lá có thể tạo thành một bức tranh trang trí phong phú và đa dạng.
học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em hoàn thành sản phẩm thật tốt và các em nhớ chuẩn bị cho bài học sau, bài 3, vẽ tranh đề tài các con vật quen thuộc. Các em quan sát các con vật quen thuộc xung quanh chúng ta. Cô chúc các em học thật vui, thật tốt. Hẹn gặp lại các em.